chào các bác. Tình hình dịch bệnh vẫn đang khá là phức tạp và thị trường mua bán khá là ảm đạm. Tuy nhiên thì cái việc tham khảo và để lựa chọn những dòng TV phục vụ nhu cầu giải trí xem tại nhà thì các bác vẫn đang hỏi rất là nhiều. Các bác hỏi em về giá thành của TV LG, có nên mua TV LG trong cái thời điểm này hay không? Lalo 81, Lalo 86, SM8001, UL7004 hoặc UL7000 thì giá thành nó như thế nào? Đây sẽ là một clip em quay cập nhật giá thành cũng như review lại tính năng, so sánh lại để các bác nắm được thời điểm tháng 3 năm 2021 này TV LG đang có giá như thế nào các bác nhé. Rất mong nhận ủng hộ của các bác bằng cách nhấn subscribe để theo dõi các clip em cập nhật giá thành các dòng TV bán trên thị trường. Cảm ơn các bác. Trên thị trường thì các hãng bắt đầu tung ra những cái sản phẩm mới của riêng mình rồi. Samsung em đã giới thiệu và sắp tới là Sony. Tuy nhiên thì LG chưa có động thái gì cho những cái dòng sản phẩm mới của mình cả. Đây sẽ là thời điểm rất là tốt bởi vì trong cái thời điểm giao mùa, thời điểm mà bỏ những cái mẫu mới và chuẩn bị ra những mẫu cũ thì những chiếc TV của năm cũ vẫn rất đáng được để các bác có thể quan tâm và lựa chọn. Bởi lúc này thì giá thành khá là tốt. Nó bám sát về với cả giá nhập và khi mà các bác mua tại thời điểm này thì vẫn còn những hàng mới, hàng nguyên hộp chưa kích hoạt bảo hành phục vụ các bác. Đi xem, đi mua TV thì nhu cầu chính và mong muốn chính là tìm được một chiếc TV bền, có độ sắc nét cao và các bác sử dụng ổn định, cũng như là khả năng sử dụng dễ dàng và mượt mà cho với từng cái độ tuổi của mọi người trong gia đình. TV LG thì đáp ứng đủ các tiêu chí đó để các bác cùng xem. Về độ bền thì với cái công nghệ màn hình sử dụng cái màn hình IPS thì TV LG nó cho cái khả năng cái độ bền nó sẽ cao hơn so với các dòng TV LED trên thị trường. Ngày hôm nay thì em sẽ cập nhật giá thành 5 chiếc TV để các bác cùng xem, bao gồm 4 chiếc TV 55 inch và 1 chiếc TV 49 inch. Trong cái phân khúc giá thì đơn thuần cao nhất là khoảng 20 triệu, tức là chỉ với 20 triệu trở lại các bác sẽ mua được 4 chiếc TV như thế này, tùy vào nhu cầu mua, tùy vào diện tích phòng của gia đình nhà các bác. Hai cái mẫu TV cao cấp đầu tiên em quay để các bác cùng xem đó là dòng Lalocell. Màn hình Lalocell thì giống như màn hình QLED vậy. Cái khái niệm Lalocell thì chính là màn hình chấm lượng tử, sử dụng công nghệ màn hình chấm lượng tử hiển thị 100% dải màu, tức là hết những cái màu sắc được thể hiện rõ ràng và chi tiết ở trên cái màn hình này. Màn hình Lalocell thì sẽ có hai cái đại diện tiêu biểu của năm 2020 là 55 Lalo 86 và 55 Lalo 81. Hai cái thằng này thì giá mới giảm, còn Lalo 86 thì giảm về còn 18.490.000, còn đối với Lalo 81 là giảm về còn 16.490.000, tức là nó giảm từ 500 cho đến 1.2 triệu tùy mẫu. Hai cái thằng này thì nhìn qua bề ngoài thì nó có khác biệt về cái viền màn hình. Của Lalo 86 thì sẽ có viền kim loại màu bạc, còn Lalo 81 là viền kim loại màu đen. Đấy, để các bác có thể phân biệt được. Còn với chân đế bán nguyệt vòng cung thì không có khác gì nhau cả. Nó đều có cái logo LG Lalocell ở phía bên phải của màn hình, sở hữu tràn viền ba cạnh, hai thằng này như nhau. Hai thằng này thì một thằng là công suất sử dụng là 155W, nhãn năng lượng 5 sao. Và đối với cái thằng 55 Lalo 86 thì cũng không có khác biệt quá nhiều, 165 và 5 sao. Tức là con này nó sẽ cao hơn con kia khoảng 10W điện thôi. Cái khác biệt hơn chênh nhau khoảng 2 triệu như vậy, 16490 và 18490 thì thằng 55 Lalo 86 này nó sẽ có thêm cái công nghệ xử lý con chip Alpha 7 thế hệ 3. Con chip xử lý này thì nó sẽ mạnh hơn so với cả dòng Lalo 81 nó không có chip xử lý. Ngoài ra thì thằng Lalo 86 có thêm tần số quét 120Hz nữa, chênh nhau 2 triệu. Và các cái khác biệt như vậy thì đối với những thằng có cái tần số quét cao thì các bác xem những khung hình, xem phim chuyển động, xem thể thao, những cảnh chuyển động nhanh thì nó quét bắt hình nó mượt hơn so với cả cái dòng không có tần số quét cao như vậy. Ngoài ra thì chip Alpha 7 thế hệ 3 là con chip cao cấp nên là nó xử lý những cái đoạn tín hiệu đầu vào, những cái khung hình chạy ở trên con Lalo 86 thì nó sẽ đẹp và sắc nét, độ trong, độ tương phản sẽ cao hơn con Lalo 81. Còn đối với mà các bác nhu cầu, các bác chỉ cần một chiếc màn hình Lalocell xem chủ yếu là truyền hình kiểu số hoặc xem YouTube,
không cần thiết và không có nhu cầu xem những bộ phim đỉnh cao, chất lượng cao thì các bác có thể lấy con Lalo 81 này với giá 16.490, giá giảm rất là sâu. Hai cái mã hàng này là hai mã hàng cao nhất của TV 4K của LG trong năm 2020. Và bên dưới nó thì sẽ có các mẫu UL7400, UL7190 và UL7000. Vậy thì hai thằng rẻ bên dưới của hai thằng nhiều tiền là con UL7000 và UL7190, nó khác gì nhau? Hai thằng này chênh nhau đến 1.100.000. 55UL7000 tại Ecomat đang bán là 15.90, không lấy bếp từ trừ thêm 500 còn 10.090. Và 55UL7190 là 11.690, không lấy bếp từ trừ thêm 500 là 11.190. Chỉ có một cái điểm khác biệt mà các bác cần lưu ý. Đó là gì? Đó là một thằng là không phải chạy hệ điều hành web OS, không có điều khiển magic, chuột bay thông minh, còn một thằng là sử dụng hệ điều hành web OS và có chuột bay thông minh. Con chuột bay là con Magic Remote thì các bác có thể có con trỏ đỏ các bác di chuyển ở trên màn hình. Các bác phải lựa chọn giống như con chuột ở trên màn hình máy tính ấy. Còn thằng này thì không có chuột được vậy. Thằng này thì điều khiển không thể tìm kiếm giọng nói. Còn nó vẫn có độ phân giải 4K, có cái con chip xử lý quad-core processor tương tự như trên 7190. Chênh nhau 1 triệu chỉ khác nhau về cái điều khiển. Là nhu cầu xem, nhu cầu sử dụng mình đến đâu thì mình lựa chọn đến đó. Bởi vì đã đầu tư một số tiền lớn để mua được một chiếc TV sử dụng thì các bác cũng cân nhắc. Bởi vì là cân nhắc là sao? Cân nhắc là vì với số tiền 1-2 triệu thì các bác có thể làm nhiều việc hơn. Cái mã cuối cùng em cập nhật giá thành để các bác cùng xem là con 49SM8100. Con này thì giá thành dưới 12 triệu sau khi trừ hết quà, còn khoảng 11.790.000. 11.790 cho một con TV có cái ký hiệu là SM8100, một trong những mẫu TV bán chạy nhất trong năm 2019 và tiếp tục được sản xuất và bán trong năm 2020. Sở hữu màn hình LaloCell chấm lượng tử, độ tương phản vượt trội, rồi có Magic Remote, có con chip xử lý quad-core processor, công nghệ DTS V2X. Đây sẽ là một trong những chiếc TV 49 inch, các bác nhớ nhé, 49 inch và 50 inch thì nó xem nhau, sử dụng cho những căn phòng có diện tích phù hợp và chất lượng hình ảnh vô cùng sắc nét và đẹp. Đấy, các bác nhìn một đoạn demo, hình ảnh thiên nhiên, tự nhiên, màu của LG thì không rực rỡ và tươi sáng như của Samsung, không quá là lỗi khối như LG, như của Sony. Tuy nhiên thì nó khá là trầm màu và các cái chi tiết của hình ảnh, độ tương phản thì thể hiện rất là tốt. Với một chiếc TV 49 inch và độ phân giải 4K sử dụng màn hình LaloCell như con SM8100 thì chắc chắn nó sẽ thuyết phục được những bác khó tính nhất về chất lượng hình ảnh. Em đang quay bằng điện thoại iPhone. Nếu mà các bác nhìn bằng mắt thường ở bên ngoài thì hình ảnh trên con SM8100 này nó khá là trong. Đấy. Các bác nhìn thấy không ạ? Con này thì có Magic Remote, có Bluetooth. Các bác có thể tìm kiếm giọng nói, tương tác với TV qua trợ lý ảo Google, rồi tăng giảm âm lượng, bật tắt âm lượng, khởi động ứng dụng bằng cái tính năng trợ lý ảo đó, chỉnh chiếu điện thoại iPhone lên cũng không có thiếu cái gì cả. Đấy, một mã hàng giá thành dưới 12 triệu khá tốt trong cái thời điểm hiện nay. Nếu mà các bác mua TV Sony hoặc Samsung tầm 50 inch thì giá nó sẽ trên 12 triệu. Này, các bác cân nhắc tham khảo thêm cái mẫu này. Cảm ơn các bác đã theo dõi clip này. Các bác cần hỗ trợ điện trực tiếp về hotline bên em hoặc để lại bình luận, em sẽ hỗ trợ các bác. Cảm ơn các bác.